mọi người, mình là Rosie đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ unbox một số sản phẩm của Blackpink mình mua ở trên Shopee. Giờ mình bắt đầu nha. Mình sẽ unbox cái cuốn album này trước. Cái này là album Anh đó mọi người. Hình này là của Blackpink ở trong The Album. Và cái này là trong bài Ice Cream nè. Đẹp quá mọi người. À, trong này nó có ghi lyrics mình. Lyrics mình. Rosie, Jinju, Lisa. Rồi bài hát này mình không biết trong album lần này của Blackpink mọi người thích bài nào nhất không? Mình thích Pretty Savage. Ôi tấm này Jisoo đẹp quá mọi người. Cái hàm rắn của mình là bánh bao. Trời ơi, cái hàm răng của bánh bao. Có đợt mình vô trong hội niềm răng á, có bạn úp cái hình đó lên luôn á, và hỏi mọi người chỗ nào niềm cho giống cái răng của Jennie. Thực ra là tại cái gì nó thuộc về Jennie là nó đẹp à. Ôi, cái miệng của bà mà trên đây kìa. Châu cái miệng lên nè. Mất châu. Cái này giống như cái bút mát nè. Một cái điện thoại mở. Mà trên dễ thương quá. Sao không thấy hình của Rosé nha. Không thấy hình của Rosé. Rosé. À có rồi nè. Đang nhìn hay đó. Đây là đang nhìn đồ ăn. Mà tay hình thoại của Lisa kìa. À, hai tấm này xinh quá. Bà xoài là bà là cái đứa mà mẹ ăn ham ăn nhất luôn. Ủa tay cầm quả trứng rồi ta. Trời, cái môi ly sáng. Cái môi bà như chưa nè. Quá sáng. Đẹp
Cái album này đẹp bã cháy luôn á mọi người. Rosé. Ủa mà cái bà trên này mà bị gì ta? Chắc là đang phiêu quá. Cái mặt phiêu nhìn hài quá. Trời, cái eo của bà có chút xíu à. Cái eo của bà Rose cũng nhỏ xíu luôn á. Tuần này à, album này mình thấy đẹp á, chỉ có điều là cái hình của Rose thôi. Cái hình của bà sao đây, tấm này đi sai nhìn cưng quá. Wow, nhìn chi chu này mọi người, như hoa hậu vậy đó. Biết rồi mọi người ơi, hoa này giống như héo vậy ta. Biết rồi mọi người ơi. Cái này là cái gì? Blackpink. Cái chìa khóa này mọi người, thấy quá. Cái này chắc để chân chứ không giống quạt quá. Để mình zoom lên cho mọi người thấy rõ ha. Quá xá là đẹp. Tiếp theo là cái này là standy á mọi người. Cái này mình để nó hơi mờ ha, mình quay sao nó mờ. Giờ gắn cái này vô mà sao không gắn được vậy trời hả? Sao tôi gắn không được vậy nè? Mình gắn không được rồi mọi người ơi. Sao cái này gắn ngoài không có vô? Thôi mình bỏ cuộc nha. Cái này là banner. Cái này lúc nào đi concert á, em đi quẩy cũng được á, ai cũng xinh hết trơn.
Vì video hôm nay mình thấy dài quá nên mình tạm dừng ở đây nha. Còn nhiều đồ phía sau nữa, mình sẽ làm ở video phần 2 ha. Mọi người nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh giúp mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.